Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Dân mẹo lôi âm phạt trừng do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Bài Pháp dần mẹo lôi âm phạt trừng, Đức Cậu Bần Sĩ Thuyết năm 1996. Từ đây diệt quốc giống nòi, nói ra bá tánh để coi luật trời, kỳ này trừng phạt khắp nơi. Chun đầu hết giáo vậy thời tối tăm, tí xỉu rồi mới sai lầm. Dần mẹo mới thấy lôi âm phạt chừng trời đà đả phá phục hưng thanh lọc tất cả nửa lưng lửa thiên đốt thôi cháy hết cuồng điên năm dần rồi biết không hiền nghe hôn năm mẹo võ trụ càn khôn chuyển luân lập vị trường tồn đáo lai càn khôn chỉ có một ngày nói cho bá tánh chuyển lai khôn lường ta muốn bí lối trận đường ta không nói nữa không thương dân tình nhưng mà khai đạo huyệt linh nói cho một chút dân tình coi chơi Quay về nguồn cội trang 290, Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1997. Lời bình, những câu sấm, đốt thôi cháy hết cuồng điên. Năm dần rồi biết không hiền nghe hôn. Năm mẹo võ trụ càn khôn. Chuyển luân lập vị trường tồn đáo lai. Càn khôn chỉ có một ngày. Nói cho bá tánh chuyển lai khôn lường cụm từ năm dần ám chỉ năm cọp nhâm dần 2022, chiến tranh bùng nổ vùng Đông Âu Ukraine. Cụm từ năm mẹo ám chỉ năm mèo quý mão 2023, chiến tranh bùng nổ vùng Trung Đông Gaza Israel. Cả hai vùng Đông Âu Ukraine và Trung Đông Gaza binh lửa tàn phá khủng khiếp, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết tang thương. Thật đúng với câu sấm, dần mẹo mới thấy lôi âm phạt trừng bài pháp dần với mẹo, Đức Cậu Bần Sĩ Thuyết năm 1996. Kinh với kệ ta đâu có bỏ, nói ra đây khai ngỏ cho Trần, vậy mà người lại có phụ ân. Sau mới biết toàn thân mới hiểu, dần với mẹo đờn kia hòa điệu, dáng chờ đi chút xíu rồi coi. Việt Nam băng mất hết giống nòi, tại vì chúng xăm soi tiền của. Chí Huệ có tâm không mài rũa, để lòng này ấp ủ tiêu điều tới đời rồi phải dáng chắt chiêu, tròn ý nguyện thiên điều mới chấm. Ta đây nói người về suy gẫm, chọn đức ân chiếu gấm trải đàn. Thương chúng sanh nỗi khổ chưa an, than với thở bạn vàng kinh kệ. Vậy mà chúng nghe rồi bỏ phế, không tu hành thay kệ ông khùng. Ông nói gì mà kệ kiết hung, ta làm đại chết cùng cũng kệ. Thôi rồi hết đời tàn bóng xế, lòng vô biên phổ tế khắp nơi tỉnh một cơn ác mộng trong đời Mất tất cả vậy thời tiêu diệt Bút kinh sử chính tay ta viết Kêu dân lành tai điếc mắt lơ Đem quỷ ma tạc tượng tôn thờ Trời với Phật chơ chơ bỏ xó Ta đâu có dòng kinh tiếng mõ Chỉ giao vần khai ngõ bí thơ Dân Nam bang tu kiếp trễ giờ Nay ta dặn bên bờ giác ngạn Cứu nguy tận thế trang 72 đến 73 Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết nhân chuyến kỳ vân cư sĩ từ hải ngoại về Việt Nam lần đầu diện kiến Ngài. Và được Ngài thuyết cho nghe ba đêm ba băng cắt xét tại nhà cô Lê Ngọc Mai, quận 6, Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm Bính Tý 1996. Sydney, ngày 17 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem